kính thưa quý vị, ngày này cách đây đúng 68 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Cùng với cả nước, quân dân Hưng yên có những đóng góp to lớn cho chiến thắng lẫy lừng này. Trước thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân Hương yên và liên khu Tảng Ngạn đã chủ động hiệp đồng tiến công với tinh thần săn địch, tìm địch mà đánh và giành nhiều thắng lợi trong đó có những trận đánh gây tiếng vang lớn. Tháng 1 năm 1954, bộ đội và du kích Văn Lâm đánh đổ phá hủy 14 đoàn tàu hỏa quân sự của địch, tạo ra khí thế nổi sấm đường Nam. Cũng thời điểm này, bộ đội dân quân du kích tiên lữ phù cử tổ chức đánh chặn tuyến đường thủy sông Luộc, bắt và tiêu diệt hơn 300 tên địch cùng nhiều vũ khí. Sau những chiến thắng này, tỉnh huy động hàng vạn dân công tham gia phá đường năm, đường 39 nhằm ngăn chặn đường tri viện của địch trong thời gian diễn ra chiến dịch điện biên phủ hàng vạn người con hương yên đã trực tiếp tham gia cầm súng mở đường tài đạn cung cấp lương thực cho chiến dịch tiêu biểu như đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoàng đăng vinh người con huyện phủ cử là người trực tiếp xông vào xảo huyệt cuối cùng của địch bắt sống tướng được cattery